Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Như các bạn đã biết là trong khoảng vài trăm năm trở lại đây, sự phát triển mạnh mẽ của xã hội loài người đã kéo theo những hậu quả to lớn như việc hệ thống rác thải không được xử lý hay khí độc hại làm ảnh hưởng môi trường sản xuất nông nghiệp. Ôi, thật đáng lo lắng đúng không nào? Nếu tài nguyên thiên nhiên liên tục suy giảm, mất mùa gia tăng, thì ngày tận thế của con người chẳng phải đang càng ngày càng tới gần rồi sao? Hãy khoan vội lo lắng, vì sự thật vốn không tới mức nghiêm trọng như vậy đâu nhé. Bởi để chống lại sự suy thoái của thiên nhiên, nâng cao năng suất mùa màng, cân bằng lại tự nhiên, thì con người đã tìm đến một giải pháp rồi đấy. Giải pháp này gọi là đấu tranh sinh học. Rốt cuộc biện pháp đấu tranh sinh học ấy là gì thế nhỉ? Và nó sẽ mang lại những lợi ích gì cho chúng ta? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này luôn nha. Đấu tranh sinh học là biện pháp dùng sinh vật có ích trong tự nhiên để tiêu diệt sinh vật có hại. Thật ngắn gọn đúng không nào? Nó được thực hiện cụ thể bằng 4 biện pháp chính như sau. Biện pháp đầu tiên là người ta sử dụng sinh vật thiên địch. Vậy thiên địch là gì? Xin thưa với các bạn, đó là kẻ địch trời sinh, hay còn được hiểu là các loài vật bẩm sinh đã không ưa nổi nhau. Thằng nọ nhìn mặt thằng kia thấy ghét, muốn đánh nhau một trận cho ra ngô, ra khoai luôn. Ví dụ, châu chấu bị chim ăn thì châu chấu và chim được gọi là thiên địch của nhau. Hay mèo ăn chuột thì mèo và chuột cũng chính là thiên địch của nhau. Chúng có thể tự tiêu diệt lẫn nhau trong tự nhiên mà không cần tới sự can thiệp của con người đấy. Quá dễ hiểu đúng không nào? Thế còn biện pháp thứ hai thì sao? Đó là sử dụng sinh vật này đẻ trứng vào sinh vật kia để tiêu diệt chúng. Nói dễ hiểu như khi chúng ta đặt một quả bom nổ chậm trong căn cứ địch sẽ không đạt hiệu quả lập tức mà khiến quân địch bị tàn phá từ từ. Giả sử nếu muốn ngăn chặn sự phát triển của cây xương rồng, các nhà sinh vật học thường sử dụng một loài bướm đêm để chúng đẻ trứng lên thân cây. Ấu trùng của bướm đêm sau khi nở ra sẽ ăn ngấu nghiến cây xương rồng mà nó trú ngụ để tồn tại và phát triển. Bởi vậy, cây xương rồng nào mà được bướm đêm chọn làm nơi đẻ trứng thì cứ xác định tương lai là đi đời luôn. Biện pháp thứ ba đó là sử dụng vi khuẩn gây bệnh để truyền nhiễm bệnh cho sinh vật có hại. Phương pháp này nghe qua có vẻ không được tử tế cho lắm nhỉ? Gì mà tự nhiên chơi ăn gian vậy không biết? Cơ thể người ta rõ ràng đang yên lành khỏe mạnh thì bị con người tóm rồi đem đưa mầm bệnh vô thế. Có chết dở không? Mấy bạn sinh vật chắc cũng thấy oan ức dữ lắm đấy. Một cuộc thử nghiệm điển hình cho phương pháp này diễn ra ở Australia. Do số thỏ ở đây đã sinh sản và nhân giống lên tới vài trăm triệu con và trở thành động vật có hại. Không còn cách nào khác, các nhà sinh vật học phải tiêu diệt bớt số thỏ ấy bằng cách truyền lên người chúng một loại vi khuẩn gây bệnh. Đám thỏ kể ra cũng đáng thương ấy chứ. Và cuối cùng nhé, biện pháp này nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại đạt hiệu quả khá tốt, chính là gây vô sinh động vật gây hại để chúng không có cách nào nhân giống và gia tăng số lượng được nữa. Ở miền Nam nước Mỹ, người ta từng thành công gây vô sinh một loại ruồi gây loét ở da bò, khiến số lượng ruồi này giảm đi đáng kể và sức khỏe của đàn bò cũng được bảo vệ đấy các bạn ạ. Sau khi nghe xong 4 biện pháp trên, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ biện pháp đấu tranh này rồi đúng không nào? Như vậy, bằng việc áp dụng biện pháp đấu tranh sinh học, người ta chẳng những tiêu diệt được sinh vật có hại, hạn chế tối thiểu việc phải dùng các chất hóa học lên mạng lưới tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn bảo vệ được các loài động vật có ích và sức khỏe của chúng, cân bằng lại môi trường sống của động thực vật và xã hội loài người nữa đấy. Có điều, nếu biện pháp đấu tranh sinh học thực sự có thể mang lại nhiều hiệu quả như thế, vậy tại sao con người tội gì phải bỏ tiền ra để mua các loại sản phẩm hóa học như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cho tốn tiền mà lại độc hại nhỉ? Muốn diệt anh cào cào thì cứ thả anh chim sẻ vào, muốn diệt cỏ thì thả bò vào lò xong trong một nốt nhạc luôn còn gì. Ấy, nhưng bạn đừng quên là bò không chỉ ăn cỏ mà cũng có thể ăn trụi luôn cả đồng lúa nhé. Chơi dạy vậy là lỗ vốn luôn đó trời.
Vì thế mà bò được cho là sinh vật vừa có lợi cũng vừa có hại. Điều này đã hình thành nên nhược điểm của đấu tranh sinh học, khiến biện pháp này không đạt được hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó cũng có thêm một nhược điểm khác là sinh vật có lợi luôn có chu kỳ sinh sản chậm và với số lượng ít hơn sinh vật có hại nha. Quả nhiên vẫn phải tốn tiền mua sản phẩm hóa học để dùng thôi. Ok, như vậy là các bạn vừa cùng mình đi tìm hiểu tất tần tật về biện pháp đấu tranh sinh học rồi đấy. Qua video này, nếu như không muốn dùng đến thuốc diệt sâu thì các bạn chắc cũng biết nên phải dùng cách nào rồi ha. Thời lượng của video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào!